Hôm nay là chị tới đây là chị nhờ em nè, em hãy cứu chị nha. Sao mà phải cứu chị? Trời ơi, em biết không, cái ông chồng già nhà chị á, ổng cứ tối ngày ổng cứ so sánh vợ mình với vợ người ta. Rồi khi mà ra đường á thì nói là vợ người ta này trẻ trung nè, xinh đẹp nè, rồi ăn nói nhỏ nhẹ. Về nhìn thấy vợ mình già nua rồi hay cau có. Nhiều lúc ổng nói vậy chị buồn lắm á. Mày muốn có chị đưa cho ông xã nhà chị cái bài hát mà bây giờ em mới là vợ người ta. Chứ không lần nữa sẽ phải dè chừng nữa chị. Nhưng mà thực sự mà nói thì ông xã chị cũng hơi gọi là thiếu tế nhị tí khi mà cứ cố ngày mà nói phan thẳng như vậy với trẻ phụ nữ chúng mình. Thôi thì mình sẽ có cái cách đáp trả lại bằng cách mình soi gương nè, thấy cái chỗ nào của mình mà có vẻ hơi sập sệ một tí, mình hơi cần phải là hoàn thiện nó, thì mình sẽ cố gắng mình dấn thân vậy ha. Thì tuy thực sự là anh chồng nhà mình ảnh chê như vậy, nhưng mà thực sự ra thì mình cũng phải nhìn lại mình. Thì ngay cả bản thân chị cũng cảm thấy là da mình bây giờ nó cũng bị lão hóa nè, rồi nó chạy xệ nè, rồi chân chim rồi tùm lum hết á. Thì chị cũng bắt chước người ta, chị cũng đi mua kem dưỡng về để chị sức. Nhưng mà thực sự ra thì mình cũng không có cái căn bản về cách sử dụng kem rồi chăm sóc da. Cái da của mình nó càng ngày nó càng là xuống dốc hơn nữa. Bây giờ chị là phải cầu cứu Mai nè, giúp đỡ chị cho cái làn da của chị nó tươi trẻ hơn để cho ổng khỏi cách chê chị nữa. Đúng là chị có BB là chị không cần phải lo. Chị cứ an tâm. Bởi vì Mai cũng muốn nói thêm một chút, thì thường là những cái kem hay là mỹ phẩm thì cũng rất là tốt, nhưng mà chỉ trên bề mặt da thôi. Mà trong lúc với thời gian chúng ta đứt gãy collagen, elastin sâu dưới da ở lớp hạ bì lận, thì lúc này thì chúng ta cần phải có một cái điều trị hơi tích cực hơn một chút. Chị đừng có lo, Mai sẽ cùng với ekip bác sĩ sẽ hỗ trợ chị nha chị nha. Chị cảm ơn Mai nhiều ha. Trời, nói vậy là nôn lắm, mong muốn làm liền à. Rồi vậy đừng nói là làm luôn nha chị nha. Chị rồi. Em mình nha. Cảm ơn em nhé. Tình trạng da: rãnh cười sâu, da trùng nhão, vùng má chảy xệ. Lựa chọn công nghệ trẻ hóa da tại BB Thanh Mai, liệu rằng sau 60 phút khách hàng có thể sở hữu làn da như mong muốn? Cùng xem ngay kết quả nhé. Sau khi bác sĩ điều trị cho chị liệu trình anti-aging thì chúng ta cùng xem thử là kết quả như thế nào nhé. Chào chị. Chào hai em. Chị thấy sao? Hiện tại thì chị cảm thấy rất là hồi hộp. Không biết khuôn mặt của mình giờ nó như thế nào. Em cho chị mượn tấm gương để chị soi thử ha. Mời chị. Đẹp không chị? Đẹp quá. Chị không tưởng được luôn á. Mới lúc cái khuôn mặt chị đầy nếp nhăn nè. Mà bây giờ những cái vết chân chim nè, cái râu rồng nó biến mất á. Trời ơi, không nhận ra mình luôn. Trời ơi, giống như là một người nào khác á. Nhìn trẻ, đẹp quá trời luôn á. Em thấy là từ khi mà chị nhìn trong gương, chị trẻ đẹp, chị còn nữ tính hơn đó. Em thấy bây giờ như gái, con gái 18 vậy đó, chị bé 18 rất là tự tin hơn, và đồng thời là mình trở lại cái nữ tính của mình, phải không chị? Cái này là chị phải nói thiệt là chị phải cảm ơn Mai, cảm ơn BB Thanh Mai và đội ngũ bác sĩ. Nhờ bác sĩ và BB Thanh Mai đã giúp chị níu kéo lại cái tuổi thanh xuân. Thực sự ra thì cũng phải cảm ơn cái lão chồng nhà chị nữa. Em biết vì sao là cảm ơn không? Tại vì cái tối ngày á, nhiều lúc á, ổng cứ khen vợ người ta thế này thế kia, thành ra chị tức quá. Chính vì vậy thành ra chị mới có động lực để chị đi tới BB Thanh Mai. Coi như mình tích cực ha, mình lấy cái gọi là cái kickback đó trở thành một cái động lực. Đúng. Mà em thấy bây giờ ha, da chị cái phần viền hàm này được săn chắc nè, rồi cái rãnh cũng bớt nè, rồi cái nếp nhăn, rồi vùng trán cũng vậy, nó rất là đẹp. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai,
với một đội ngũ bác sĩ giỏi. Đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào. Vùng cổ của mình cũng sẽ được trẻ hóa luôn. Xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ. Da mình đã là cũng được cải thiện luôn. Không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân, chính khách.